nồi xay nước mía đấy. Ngon không? Phú An thích không con? Ủa sao vậy má? Kẹt, bị kẹt rồi. Bị kẹt rồi. Phú An ơi. Bị kẹt rồi. Hãy giúp bà nội. Hãy giúp bà nội. Ra đi. Hãy giúp bà nội. Ra đi đừng giúp bà nội. Giúp nội là nó mới quay mặt đấy. Bà nội bật cho nó chạy mà, đừng giúp. Em sợ hả? Làm sao? À, nó vào mặt của con hả?